ba cách là bỏ bắp rau nhanh trong Photoshop. Đầu tiên, thông dụng nhất thì các bạn là sử dụng công cụ bên tool, các bạn cắt đó. Và các bạn khi các cắt xong, các bạn sẽ chọn là cái dòng lít chuột phải, chọn Mask Selection và các bạn chọn Feeder là 0.5 và nhấn OK. Các bạn nhấn Ctrl Z thì các bạn sẽ tách được cái sản phẩm lên. Rồi, cách thứ hai thì các bạn sẽ sử dụng công cụ là Object Selection. Các bạn kéo như thế này thì các bạn sẽ lấy được vùng chọn và các bạn chọn cái lít chuột phải và chọn Feeder. Sau các bạn nhấn Ctrl Z và các bạn sẽ tách được sản phẩm lên. Tiếp theo, cách thứ ba thì các bạn sẽ nhấn Ctrl Z để tạo một layer mới. Xong rồi các bạn chọn Window, các bạn chọn Property và các bạn chọn Remove Background. Và như vậy các bạn đã tách được cái hình của chúng ta là bỏ background và các bạn lấy được cái sản phẩm lên. Như vậy thì đây là ba cách để loại bỏ background nhanh nhất trong Photoshop.